Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 cho biết, tuyến đường bộ ma túy được vận chuyển chủ yếu từ Lào vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch khu vực biên giới, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ hoặc sang nước thứ ba, chủ yếu qua 4 tuyến trọng điểm như tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam. Trên các tuyến, các đối tượng câu kết hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia với tính chất, thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, tự trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa quà biếu phi mậu dịch, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng tuyến hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ, thông qua các doanh nghiệp chuyển phát trong nước và quốc tế. Xuất hiện tình trạng ma túy trôi dạt trên vùng biển các tỉnh miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Thuận. Trong sáng nay ngày 10 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới, ma túy núp bóng các sản phẩm đồ uống, ngụy trang dưới danh nghĩa thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới. Một trong những kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian tới là thực hiện mô hình 3 lớp đấu tranh phòng chống ma túy, tổ chức đấu tranh đồng bộ liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng Việt Nam làm địa bàn sản xuất, tàn trữ, trung chuyển ma túy quốc tế. Liên quan đến vụ một tiệm bánh ở Tiền Giang bị tạc chất bẩn, ngày 10 tháng 3, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã mời làm việc 5 người có liên quan. Theo đó, 5 người gồm Nguyễn Thanh Liêm, 30 tuổi, Châu Chí Nhân, 22 tuổi, Lê Khang Kỳ, 22 tuổi, Nguyễn Thanh Quy, 20 tuổi và Ung Hoàng Nhật, 21 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, trước đó khoảng 12 giờ 44 phút ngày 6 tháng 3, chị A, 28 tuổi, ngụ phường 5 thành phố Mỹ Tho, đang làm bánh trong nhà bếp, thì có hai thanh niên bịt khẩu trang dùng hai thùng chất bẩn, nhớt trộn mắm tôm, tạt trực tiếp vào nhà của chị rồi bỏ chạy. Chị A cho biết, hiện chị sống một mình với con nhỏ, mở tiệm bán bánh, không có thù oán hay vay nợ của ai. Hành vi ném chất bẩn vào nhà không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, còn làm gia đình lo sợ không dám ra khỏi nhà. Chị A trình bày với cơ quan chức năng. Trước đó, vào ngày 21 tháng 1, có thanh niên đến nhà chị đề cập vấn đề chồng cũ của chị là anh T đã ly hôn, có vay của ông Liêm số tiền 400 triệu đồng. Người này yêu cầu chị thông báo cho anh T biết và đề nghị chị phải giải quyết số tiền vay trên. Theo cơ quan công an, bước đầu cả 5 người trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Liêm là người chủ mưu. Sáng ngày 10 tháng 3 tại cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cảng vụ hàng hải Bình Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu Xuyên Á 126 bị nạn khi đang di chuyển trên vùng biển Bình Thuận. Trước đó khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tàu Xuyên Á 126 gồm 11 thuyền viên khi đang trên hành trình từ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi đến khu vực cách vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận khoảng 2 hải lý thì gặp sự cố, tàu có nguy cơ bị chìm. Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cảng vụ hàng hải Bình Thuận huy động tàu vận tải Superdong ra hỗ trợ. Đến 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu Superdong chở 11 thuyền viên đã cập cảng Phan Thiết. Lực lượng chức năng đã tổ chức tiếp nhận, chăm sóc y tế và bố trí nơi ăn nghỉ cho 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe 11 thuyền viên đều ổn định. Năm học 2023-2024 là năm thứ hai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 triển khai ở bậc trung học phổ thông với yêu cầu học sinh chọn tổ hợp môn học đầu năm lớp 10. Thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 như ngồi trên đống lửa do chưa đầy 3 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ diễn ra. Nhưng kế hoạch tổ chức các tổ hợp môn học chưa được các trường trung học phổ thông công bố. Nếu như trước đây, học sinh chọn nguyện vọng trên cơ sở điểm chuẩn đầu vào của trường trung học phổ thông và khoảng cách từ nhà đến trường, thì năm nay phải tìm hiểu thêm các tổ hợp môn học tự chọn của từng trường có phù hợp phân ban tuyển sinh đại học hay không. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, bài toán nghề nghiệp đặt lên vai học sinh khối 9 là khá sớm nên phần nào tăng thêm áp lực cho các em. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, việc học sinh lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10 sẽ giữ ổn định đến năm lớp 12. Việc chuyển đổi môn học nếu cần thiết chỉ thực hiện vào cuối năm lớp 10, song sẽ gặp nhiều khó khăn do học sinh phải cấp tốc bổ sung kiến thức cả năm học.
Do đó, việc chọn trường nói chung, tổ hợp môn học nói riêng nếu phù hợp ngay từ đầu thì sẽ giúp quá trình học tập của học sinh ở bậc trung học phổ thông đạt hiệu quả. Truyền thông Đức tối ngày 9 tháng 3 đưa tin, vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tối cùng ngày tại một khu vực sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tôn giáo Jehovah Witnesses, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, song cảnh sát đã coi đây là vụ án giết người. Theo cảnh sát, trái với thông tin ban đầu, không có bằng chứng cho thấy thủ phạm bỏ trốn sau khi nổ súng và cũng có dấu hiệu cho thấy thủ phạm nằm trong số những người thiệt mạng, song chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được một người bị trọng thương ở tầng trên của tòa nhà và có những dấu hiệu cho thấy đây có thể chính là hung thủ, người đã dùng súng tự sát khi cảnh sát ập đến. Hiện cảnh sát đang sử dụng máy bay trực thăng có gắn camera chụp ảnh nhiệt để tìm kiếm khu vực xung quanh hiện trường. Người dân khu vực nhận được cảnh báo qua tin nhắn là không được rời khỏi nhà. Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát thông báo cho đến nay vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào về động cơ gây án.